đưa qua con, đưa xuống à. Đó, ừ, đó, đó, đưa qua, đá, đá luôn. Rồi, mà nghe phải đá kiểu này sáng là thôi một độ thôi. Hello, chùa hả? Thắng, thắng cái đầu mày đó thắng. Nè mày nghe mày sáng bắt Madrid nửa trái giờ nó đá hoài, tao ma rớt rồi. Nè, giờ mặt xây nó đá kiểu này nè. Rồi chắc tao mặt đẹp rồi. Làm sao? Tối nay em mu nó đá hả? Thôi khỏi đi. Nó đá tao mù tuần trước rồi. Thôi được rồi. Đấy. Rồi rồi, thôi, thôi thôi, bây giờ tao ăn coi nha. Bối rối quá rồi, thôi, có gì tao gọi mày sau nha. Ok, rồi, 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 bye. Rồi ba, con mới đi học về. À. Có gì ăn không ba, con có bụng quá. Đói thì mày đi xuống dưới bếp, mày kiếm cái gì mày ăn đi. Cô có gửi thơ cho ba nè. Được. Cái thơ này thì bà đưa cho má bà đọc đi rồi bà, má bà trả lời nha. Còn tao tao lo tao coi cái này tao kiếm tiền trả đồ nè. Nè đi, đi, đi xuống bếp tôi cái đi. Đi ngõ này. Ồ, ừ. Ba ơi. Bà ơi bà, tôi đang coi đá banh mà bị vai thua. Mấy bữa nay á có cái ông già này nè, ông đi theo ông ngoại, ông sợ quá. Được. Sợ để ngày mai con lên trường con mét cô giáo, hay chưa? Không có tí má mày về đó, mét má mày. Mai má mày cầm mấy cây đi. Trời ơi, bây giờ người khùng nhiều lắm. Thôi tôi lại bà xuống dưới nhà tôi đi. Ừ, ráng đi con, ráng, ráng. Trời ơi, chết. Lại đá banh nữa. Tối ngày sao không có gì coi ngoài cái đá banh ra hết hả? Ủa, tôi coi là chuyện của tôi. Rồi bà xuống mà nghe radio đi. Rồi con nó về chưa? Về rồi, dưới bếp á, đang lục gì anh dưới á. Đó. Hoài ơi, má có làm hai cái trứng. Trời ơi là trời, thiệt tình nhà có đúng hai cái trứng à. Mà tôi làm gì cha trứng cho con về nó đi học nó ăn mà ông cũng lấy lên đây ông chơi hết lần sao vậy ông? Mà nói sao vậy, ở dưới còn cái gì anh không? Không có, bà đi mua cơm hộp cho nó đi. Tiền đâu nữa không có hộp. Sáng giờ nói thiệt cái nhà xui gần chết rồi mà tôi nói thiệt cho ông nha, ông nhắm mà bỏ được cái nhà này thì ở. Còn không thôi làm ơn bán quýt giùm tôi cái đi. Mắc gì bán? Còn gì nữa, ông thấy ngày hôm nay không? Tôi mặc cái áo lộng lẫy như vậy tính là để cho hên. Tưởng sao đi ra đường gặp ngay cái mẹ tư quá chồng đó, gần ngay cạnh nhà đó, dẫn chó đi chơi mỗi buổi sáng à. Là trời ơi, tôi biết cái nghiệm đó tôi xui tận mạng rồi. Sáng nay tưởng là vô mánh rồi chứ. Ai nhà đâu, con Học đã đồng ý mua chiếc xe đó rồi. Dẫn nó đi mua xe, về nhà lấy tiền chung kia thì hóa ra cái tủ không còn đồng bạc rồi hết ông ơi. Ở nhà bị anh trộm hả? Anh trộm cái gì, thằng chồng nó đá gà thua hết sạch. Về lấy tiền con trả chung cho người ta. Trời ơi, con chồng nó hơi con Học nó hốc gần chết luôn vậy đó. Nè, rồi có tiền không đưa tiền đi, đưa, mua cơm chỉ cho con đi. Đưa. Đâu? Đưa. Anh! Gì? Có tiền mua cơm chỉ ra đưa đi, con mua cơm chỉ cho con. Bà ơi, sáng thu hết độ rồi, giờ độ này nữa là cũng móc ra nè, tiền đâu con. Thôi được rồi, để cho nó nhịn đói luôn đi, tối với anh luôn nha. Tối ngày cứ đá đó. Bà nhắc tiền tôi mới nhớ nha. Gì? Nghĩ đến ông già tôi có sao cả tháng nay bây giờ này ông chưa gửi tiền về cho tôi được trời. Thì em nghi là tự vì cái vụ mà ba đưa tiền cho anh để quay ngày giỗ của má mà anh không có quay đó, ông giận rồi. Tôi có làm giỗ đâu mà quay. Bộ tiền đó tôi nuốt mình tôi hả? Tiền đó bà thua đè hết mớ rồi mà nói gì nữa. Gì? Trời. Bộ tưởng tôi muốn thua lắm hả? Tôi đánh giỏi ra con chuột cho bộ. Ai muốn thua nào? Nhưng mà được, bà đừng có lo, tôi gửi hình giống rồi. Hình gì? Thì tôi lấy cái hình đám cưới con mà xấu á tôi gửi giống. Trời ơi, hình đám cưới. Lúc này mắt ông yếu rồi, ông thấy cái hiện trong đông là ông tưởng lắm, đám giỗ rồi, bà đừng lo nha. Rồi. Chút ý. Mà chừng nào ba về vậy? Thì chừng ba bữa nữa ông về đó. Nói thì vụ đó là thấy lo lắng rồi nè. Bà khùng quá, ba bà về mà lo gì? Sao ông lo cho được? Hả? Tôi nói thiệt với ông nha, thì bây giờ tôi ngồi đây tôi nói chuyện ông rõ ràng đây nè. Hả? Ông mà về hả? Ông biết được á hả? Là mình không có cái tiệm bán giải hả? Lúc trước xin tiền ổng để mở tiệm bán giải. Bây giờ hả, nói buôn bán ấy ổng rồi kêu mỗi tháng không gửi tiền về. Bây giờ ổng về đây tiền dài giải đã sập giải đâu mà đưa cho ổng đây hả? Cái tối ngày lo ăn với nhậu rượu với chè ổng đá banh nữa nè. Tối ngày coi đá banh giết quá. Bà tắt cái tivi của tôi là tôi tắt cái radio của bà đó. Ông dám không? Bà nói gì bà nói, bà không được nói ăn nhậu với là đá banh. Trời ơi, bà đánh đề đó tôi có nói bà không? Ông dám nói không hả? Ông không có cá độ đá banh, tôi không có đánh đề thì hai đứa mình làm sao để vợ chồng với nhau được, phải không? Còn tôi nói cho ông biết nha,
cái vụ mà cái tàu đánh cá của ông á với lại cái vụ mà cái tiệm vải của tôi, ông ráng lo đi nghe chưa, ông ráng nuốt hết đi nha, đừng có đưa tôi vô đó. Thôi được rồi nha, bà đừng có làm tôi rối trí nha. Tôi nói sao bà cứ làm y như vậy đi, không đừng có ý kiến nó còi vậy trơn á, mệt quá à. Mẹ ơi có gì ăn không, mẹ con đói bụng quá à. Ôi trời ơi, tội nghiệp con gái của mẹ quá à. Nhưng mà giờ má nói cho con nghe nha, con đi qua nhà chú Tèo con chơi chút xíu đi, rồi đợi ba coi xong cái trận đá banh này rồi á, ba dẫn hai má con mình đi ăn nha ông con. Đi ăn mài hả? Sao mới bị đại vậy? Nhìn mặt ba là biết thua rồi. Ê, sáng giờ tao ăn đua nha, mày chù nữa hả? Mày má mày đói mà mày tưởng tao no hả mày? Thôi đi chơi đi nha, rồi chừng nào ăn tôi kêu vậy. Thôi nghe lời ba đi con, đi đi con. Đói mà con bắt đi hoài. Chán ghê vậy đó. Ông ơi, tôi tính cái này nghe không? Tính cái gì? Ông mà coi xong cái trận đá banh này rồi á thì hai vợ chồng mình ngưng chơi nghe không? Chơi gì? Thì chơi cá độ đá banh với lại chơi số đề. Lo dọn dẹp nhà cửa đi chứ không thôi rồi ông bà già tới đây rồi thấy nhà cửa kiểu này phải bàn kế hoạch nhau. Chứ không thôi mà ông thấy kiểu này có nước hay chồng mình đi ăn mài luôn đó. Bà ơi, bà lo chuyện của bà đi, cái nghề nói xạo là nghề của tôi mà. Ủa? Alo, tôi vừa hả? Rồi, thua nữa rồi. Xong luôn. Thôi rồi, mày đừng lo, rồi sáng mai tao mang tiền qua cho. Ừ, được rồi, rồi, xong. Vợ chồng thằng Độ có ông nhà không vậy? Ra phụ khiêng đồ vô coi. Chết anh ơi, ai như tiếng của ba em á. Thế bà ơi, tôi lạy bà đây, bà thua đề riết rồi, cái tay bà nó lùng bùng nè. Bà khùng quá. Đề ơi, kêu chồng mày ra phụ khiêng đồ tao vô coi đề. Trời ơi, kêu đích danh con đề rồi kìa. Trời đất ơi, bực mình đi làm cái gì trong này vậy hả? Chết cha. Ba gì? Mới về. Trời ơi, tao còn sống rồi, mày đã chết rồi nào. Sao bà nói ba bữa nữa bà mới về? Bà cái gì? Im đi. Cái chuyện đó tính sau. Bây giờ nè, ra khuyên hành lý tao vô không thôi. Tụi nó thỉnh bây giờ. Dạ. Em mời lên. Dạ. Mời ba vô nhà chơi ba. Dạ. Trời ơi, ba khỏe không ba? Trời khỏe. Dạ. Coi chừng đó nha. Từ anh. Trời ơi, ba ơi, ba mang cái gì nặng quá vậy ba? Ôi, ba đồ bận hàng ngày mà. Còn cái nữa. Dạ. Lẹ lên. Ê, đi chỗ khác. Con đục bây giờ. Trời đất tôi. Dạ ba hả? Được con. Dạ. Coi chừng đó anh, con bị đục ba. Chết rồi. Để đó đi. Sao rồi? Cháu dạ. Ngoại tao đâu? À, dạ, cháu ngoại của ba nó đi học mới về. Xong nó qua cái cặp táp đây, cái rồi nó qua nhà sớm nó chơi rồi ba ơi. À, để có gì con qua bên đó con kêu nó về nha ba. Lẹ lên. Dạ, ba nhờ chút nha ba, dạ. Anh lo cho ba nha ba. Dạ, em ơi, dạ. Em mua mấy chai rượu cho ba uống nha. Mua rượu. Sang ghê, sáng sớm uống rượu hả mày? Con nói lộn. Em ơi, mua mấy chai nước ngọt, Mày thiếu đi. Thì đi. Dạ, ba về, mời ba ngồi. Ba đi máy bay mà đúng không ba? Ờ, cũng được. Ba có ăn uống gì chưa? À, tao ăn trên máy bay rồi. Dạ thôi, rồi bây giờ như này. Giờ ba chờ đi. Ba chờ chút xíu cháu Hoài nó về đó rồi cả nhà mình đi ra nhà hàng ăn rồi con mướn khách sạn đó ba ở chứ nhà con nó chật chội lắm. Thôi. Kỳ này tao về chắc tao ở với tụi bay. Khách sạn nó xiết gì cho tốn tiền. Tao dễ lắm kiếm cái chỗ nào dắt cái mùng lên. Để cho mũi khỏi chích là tao được vui rồi. Dạ ba. Ba về đây thăm con thăm cháu là tụi con vui lắm rồi. Mày làm gì mày run dữ vậy? Dạ không. Dạ thưa ba, con gặp ba con xúc động hả? Dạ con xúc động hả? Dạ. Tao nghĩ mày đi xúc miệng đi, miệng mày hôi hèm quá. Đâu không à? Dạ không, nãy con coi đá banh con muốn chơi nè. Nhưng mà ba ơi, ba về đi thăm con thăm cháu rồi tụi con vui rồi. Tiền bạc là chuyện nhỏ để tụi con lo. Chuyện nhỏ. Ngoại ơi, thưa ông ngoại đi. Ồ, ngoại nó về ba nha. Dạ, ngoại nó ba. Chào ngoại. Trời ơi, hoài đấy hả? Trời đất ơi. Dễ thương quá cho ngoại không nghe coi. Trời đất ơi, tụi mày khéo đẻ thiệt đấy nha. Đẹp quá trời, là như là tài tử Trung Tử Di vậy đó. Y chang bà ngoại mày ở đó à. Ủa, tao quên. Bà ngoại đâu có đẹp chứ vậy. Sao không? Đúng mày học có giỏi không? Thưa ngoại, con học giỏi. Ồ.
À thôi con, bây giờ con dẫn ông ngoại vô nhà rửa mặt nha, rồi chờ chút nữa rồi mình đi ăn nhà hàng ăn mừng ông ngoại. Thiệt hả? Ăn thiệt. Ăn thiệt nữa ông thiệt con sao? Con đưa ông ngoại xuống nhà hàng. À, con nhà sau rửa mặt đi rồi, rồi mình đi ăn nha con nha. Đi con, đi con. Rồi, trước khi ăn nhà hàng. Hai ông cháu mình ra nhà sau rửa mặt đó. Ừ đó, ngoại con có quà cho con nè. Rồi dẫn ông đi nha con. Đâu cho nè. Ôi trời. Từ từ con. Em ơi. Dạ. Anh không biết ba nói chơi hay nói giỡn nha. Ba nói vậy anh. Mà ba nói chuyến này ba về đây ở luôn với mình rồi. Trời ơi, ở luôn. Chết rồi. Trời ơi, ở luôn rồi. Giờ sao giờ đây? Trời ơi. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Anh đang rối em. Làm rối em á. Chứ giờ sao giờ? Thôi bây giờ như thế này đi. Nín thở qua xong. Bây giờ em lo. Em mượn mớ tiền đi. Lo cho đêm nay đi rồi mai tính sau. Đi, trời đi ơi, đi. Mà mượn đâu? Thì qua con Hồng đó. Trời ơi, đã nói là con Hồng hết sạch tiền rồi, lấy tiền đâu ra mượn. Trời ơi, là trời ơi. Có kế rồi. Kế rồi hả? Bây giờ em lo ở nhà đối phó với ba nha. Ừ. Anh còn cái đồng hồ này em qua anh cầm cho anh tới chùa. Ha? Sau đó là ngày mai mình tính. Rồi, rồi. Con đi. Lẹ đi nhanh. Đi. Thôi, dạ. Đối lắm rồi đó. Dạ, đâu, rồi đi. Bố. Trời ạ, bố mới về. Bố sao bố mới về, bố không nói vợ chồng con ra ngoài phía trường đón. Không dám làm phiền anh chị. Cũng về mấy hôm rồi. Mấy hôm rồi bố ở đâu? Khách sạn. Trời ơi, con lo quá bố ạ. Được cả tháng nay con không có thấy bố gửi tiền, con sợ bố bệnh. Dạ, vâng. Anh lo cho tôi lắm nhỉ. Dạ vâng. Được rồi, anh yên tâm đi, còn nhiều chuyện để anh lo lắm. Dạ vâng. Em ơi, em ơi, mời mời ông ngoại với lại cháu ngoại lên đây chứ. Bố ơi, ngày hôm nay vui quá, cả nhà mình ăn mừng. Ông ngoại cháu ngoại mới về đấy, ở bên Pháp về đấy. Bố đi đi con. Thưa ông nội đi con. Ông... Cái gì đây con? Gì cái, gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì con? Con là ông đi theo con hoài nè. Con ơi con không được hỗn đạp, khoanh tay chào ông nội ngay. Ông nội đấy. Cháu ông nội. Sang đây. Nội làm con sợ quá à. Ông nội xin lỗi cháu. Ôi cháu của tôi đây hả? Lớn thế nhỉ? Ông ấy tại vì có lý do thành thử là ông ấy làm cho con sợ thôi, thế ông nội xin lỗi con nhá. Dạ 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 thứ ba, dạ đây là ông ngoại của cháu Hoài từ bên Pháp mới về. Dạ con thứ ba, vậy đây là ba là ông nội của cháu Hoài dạ. Từ bên Mỹ mới về. Oh bonjour monsieur. Vui quá vui quá. Dạ vâng. Hai cháu xin luôn. Oh. Thế à, hôm nay đông đủ nhỉ? Dạ, dạ vâng. Thôi bây giờ như thế này à, để kỷ niệm cái ngày mà vui vẻ là bố về với lại ba về đấy. Thì thôi con đề nghị con mời cả nhà mình đi ăn ra nhà hàng đi. Dạ. Ra nhà hàng ăn rồi có gì nói chuyện sau dạ, nhé. Đi ăn hả ba ha? Dạ, ừ. Ba không à, ba đâu có tiền đâu mà ba trả. Không sao đâu con. Có gì để ông ngoại bao cho. Ông ngoại Tôi cũng muốn đi, nhưng mà thôi bây giờ nó hẳn còn sớm. Thôi thì anh xui cho tôi chiều rồi mình đi ăn luôn. Chiều, tôi muốn hả? Nói chuyện với lại con tôi một tí, vâng. Nhưng mà ông ngoại con đói bụng quá, sáng này con không có ăn gì hết á. Đấy, lại lộn rồi, ông ngoại bên này đây là ông nội. Ông nội, ơi, ông biết là con đói thôi thì bây giờ ông cho tiền cháu nhá. Cháu ra cháu ăn đỡ quà gì đi. Rồi xong rồi về rồi ông cháu mình đi ăn nhá. Ừ. Thôi ngoan. Bố cứ cho tiền nó về nó đâm ư nhà con nó. Ôi giời. Tiền tao cho cháu tao chứ phải cho mày đâu. Đi đi con nhá. Đi cho con. Tội nghiệp. Ừ. Đói xanh cả mặt rồi. Anh xui ạ. Dạ. Thế à, hôm nay đây tôi về để không ngoài mục đích là tôi muốn nói chuyện với con thôi. Chuyện nếu chuyện có quan trọng không? Ôi, nó cũng không quan trọng gì lắm. Thế nếu mà thôi. Nếu mà anh có chuyện nói chuyện với con thì xin phép tôi ra làm sao? Không có việc gì. Không có việc gì. Ông anh cứ ngồi đây. Nếu mà ông anh không ngại thì cứ ngồi đây. Dạ mời bác ngồi. Anh em mình mới vừa gặp nhau ấy mà. Sao hả? Vâng. Cứ mời anh ngồi đây. Hôm nay đây nói thật với anh cũng chả có gì, tôi thì hiền từ lắm. Thấy rồi. Và anh em mình không gặp nhau lại đâm ra không hiểu tính nhau. Thế ngày hôm nay tôi về thì tôi cũng mời nó, mời con cái lại đây để tôi chửi thằng mất dạy này.
Đấy, thế tôi hiền lắm. Tôi chửi thằng mất dạy này, nó con tôi. Giờ anh xin phép anh cho tôi chửi nó nhé. Má, bố, bố làm gì dưới đây? Bà với bố gì cái ngữ mạnh hả? Dữ à? Tao không chém mày là bẩn khúc đấy. Là tao nhân nhượng, tao thương mày lắm rồi. Bây giờ mày nghe tao hỏi đây. Cái nhà này với cái nhà ngày xưa, cái nhà này được mấy mét? Dạ thưa bố, cái nhà này bề ngang 2 mét, nhà bề dài 2 mét, nhà bề sâu cũng 2 mét. Sao tính cái hộp vậy? Cái này ở cái nhà 2 mét, mày cảm thấy nó rộng hơn cái chỗ đậu xe nhà mình ngày xưa không? Hả? Tao để lại cho mày một cái nhà to đùng, bây giờ mày bán đi đâu? Hả? Mày bán đi đâu để mày ở cái nhà như cái ổ chuột như thế này? Hả? Nhưng mà bố ơi, con nói bố rồi, là con phải bán đi để con mua cái tàu đánh. Đánh đồ chứ gì? Mày đánh đồ chứ gì? Không có. Mày khỏi cần giấu tao. Tao biết hết rồi. Nhá. Mày đấy, lúc thì 1.000, lúc thì 500. Mày điện thoại tao mày nói liên tục. Mày nói bây giờ đấy, cái việc làm ăn của mày không đủ tiền để mày trả cho thủy thủ vì biển động, động cả bố mày à? Hả? Đâu, má đâu, bố. Mày đánh độ mà mày bảo biển động là động cái gì? Không, đi. Thế mỗi tháng tao gửi mày 100 để mày lo cho con mày ăn học, thế mày lo cho nó không? Bố nói sao vậy? Con vẫn lo. Mày lo ăn nhậu chứ gì? Phải không? Mỗi ngày mày nhậu mấy cữ làm tao không biết à? Hả? Hả? Mày còn đi lừa cả tao. Mày lừa tao, mày bảo là bố ơi gửi tiền về cho con làm dỗ mẹ. Mày dỗ ai ăn? Rồi mày còn lừa luôn cả tao, mày bảo tao bảo mày quay phim đám dỗ mẹ mày để cho tao nhìn bà con xóm giềng. Cái phim hư rồi. Hư hả? Thôi được rồi, mày nói hư thì tao biết hư. Dạ. Mày gửi hình sang cho tao xem. Dạ. Đám dỗ mà. Dạ vâng, đám dỗ. Đám dỗ, hình đám dỗ đông con nhỉ? Dạ vâng, đông hình lắm. Đám dỗ mà có chúc trăm năm hạnh phúc. Hình đám dỗ mà có chữ tân hôn. Hình đám dỗ mà hai con bồ câu cắn trái tim nó đưa mẹ mày về trời. À. Mày tao đâu có đuôi. Xin lỗi, mày sạn trong đầu mày tao moi còn ra nhá. Nhá. Yeah. Mắt tao còn hơn cả tia laser. Nhá. Yeah. Yeah. Tao đi vòng vòng ở xóm này tao biết hết rồi. Mày đấy, lừa lọc luôn cả bố mày. Con thưa bố, bố hàng xóm thấy là con là có bố với lại ba ở nước ngoài gửi về, họ ghét, họ nói về tao chứ mà từ con vẫn lo chứ. Phải con... rồi. Họ ghét. Dạ. Yeah. Họ ghét về cái nhậu của mày đây này. Này tiến sư nhà mày. Đây mày đánh cá đây hả? Cá này đây mày hốt về nhà đây hả? Tao mà không nể thì tao phan cái này vào đầu mày nhá. Thôi 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 thôi. Anh Xu, tôi nói thật với anh nhá. Ngày hôm nay có mặt anh rồi nhá. Tôi quyết định tôi cắt đứt tình cha con với thằng. Bố, con lại bố. Bố có giận con, bố giận nhưng mà được còn cháu Hoài đó bố. Cháu nội của bố con lại bố. Thế mày bảo mày lo cho nó ăn uống à? Dạ có mà. Con có lo cho nó mà. Mày lo cho nó mà mặt nó xanh lè như lúc nãy à? Con có lo cho nó ăn đồ biển đó bố. Đồ biển lắm luôn. Dạ vâng. Rồi anh ơi, nó cho cháu tôi ăn đồ biển. Tôi chả thấy biển gì tí tẹo nữa. Con nhỏ lại vào bệnh viện truyền nước biển còn hơn là ăn đồ biển. Tao không cần biết mày cho nó ăn cái gì nhá. Đồ biển hả? Đồ biển mày biết tên Anh nó gọi là cái gì không? Dạ thưa bố không. Là seafood đấy. Dạ. Nhưng mà ông đấy cần hiểu cái chữ sea đó là biển. Mà ông biết cái chữ sea đó là nhìn. Dạ. Nhá. Còn food là thức ăn. Thế mày cho nó nhìn thức ăn đấy hả? Dạ. Trời ơi. Bố có giận con, bố giận. Nhưng mà bố nghĩ đến cháu Hoài, cháu nội bố. Yên tâm đi. Tao không cần phải nhờ đến mặt mày lo cho cháu ta. Nhá. Tao gửi chú Thiên Tám lo rồi. Nhá. Không cần phải nhờ đến mày. Ba nghĩ lại mà ba thương cho vợ chồng con với cháu Hoài đi ba. Trời ơi, vợ chồng con lúc nào cũng nhớ tới ba hết á. Đẻ. Dạ. Con là con dâu của bố. Bố không dám đá động đến con bởi ngày hôm nay có mặt ba con ở đây.
Ngộ nhớ mà con làm mà bố nóng lên, bố chửi tiên siêu bố nhà con hỏi con đề thì thế nào? Phải động chạm đến anh, đúng không anh? Đúng không? Đúng, quy. Vâng. Con của bố, bố có quyền xử nó. Ừ, anh nói vậy là không đúng rồi. Con hư thì phải xử cho đồng đều. Hồi nãy giờ đó lẽ là tôi không muốn nói câu chuyện này ra, nhưng mà thấy anh xử thằng con trai anh rồi thì xin phép anh cho tôi được phép xử cái con đề này của tôi. Excuse me, boy. Mời anh ngồi. Vâng, thế thôi rước anh. Tôi nổi điên với bọn này. Đề. Dạ. Bà gọi mày đi đâu vậy? Dạ, đâu có đi đâu đâu. Ra đây. Dạ. Mày xin tiền ba mở sạp giải để buôn bán. Lúc này cái sạp giải buôn bán sao rồi con? Trời ơi, đông khách lắm ba ơi. Nhưng mà tự nhiên con nghe ba về đây đó, bởi vậy đâu con mới đóng cửa tiệm lại. Dạ. Để lo cho ba cho nó đàng hoàng đó mà ba. Dạ. Dạ. Tốn gì ba lắm á. Lo cho tao đàng hoàng. Dạ. Để rước tao về đây chơi. Dạ. Dạ. Cháu dạ, rước ba về đây chơi số đề đó phải không? Má mày đặt tên mày đúng quá mà. Cách đây một tháng mày có điện cho tao, mày nói là gửi tiền về cho mày để lo cái vụ bú của chồng mày. Sao lúc này nó còn bú không? Dạ, nó dứt sữa lâu lắm rồi mà còn không bị bú chứ không phải. Anh bảo nó bị bú à? Bú. Ừ, tiên sư mày nói xạo thì mày còn chừa chỗ cho dòng họ nhà tao nói nhá. Sao mày phép thế hả? Tao đẻ mày ra không có một hột mụn, bây giờ mày tự dưng mày mọc biếu biếu ở đâu ra hả? Mày nhìn xem cái tướng mày đi, voi giật mày 8 hôm chưa chết, mày bảo mày biếu. Hôm nay không có anh xui nhá, tao nổi điên, tao với mày chơi tay đôi luôn. Mày sợ lắm hả? Mày có tin là tao viết một phát thôi mày nằm chung vào trong tivi đó, mày nằm luôn với mấy đội banh nhà mày không? Cái bàn tổ nhà mày đây. Từ từ anh xui. Dằn xuống anh chui. Tôi đang xử gái tôi mà. Anh để dành chút hơi sức để ngồi nghỉ đi. Nè tôi nói anh nghe, rõ ràng anh thấy đó, đâu phải là một mình con trai của anh Hư đâu, mà cái chuyện lừa cha dối mẹ đó cũng có phần hùng của con gái tôi nữa. Anh thấy không? Đây. Dạ. Kể từ ngày hôm nay tao tuyên bố là cắt đứt tình cha con với mày. Nghe chưa? Bữa nay tao hoặc là ngày mai trễ nhất là tao sẽ trở về Bắc Kinh. Trời ơi ba. Tôi về Mỹ luôn. Đúng. Moi non suis merci toi. Non suis ya. Mà đoá tao ra muốn bú luôn. Gì? Mình có giận con thì giận, thì chơi cái đấy là chơi người ngoài, không có chơi với con cái. Chơi với con cái rồi sau này gỡ nó mệt lắm. Tôi chơi cái gì? Anh mới chơi bùa đấy. Trời, tôi chơi bùa nào? Tôi thấy anh vẽ trong mặt người ta. Ôi trời, anh ơi, tôi nói tiếng Tây gì đó. Trời đất ơi. Tiếng Tây gì? Trời đất ơi. Moi non merci toi là tôi không nhân nhượng nó. Non suya là không có anh ở đây đó, là tôi đá anh ra đường rồi. Boulevard là đường đó. Ủa, anh đọc tiếng Tây mà cứ như tiếng Miên, sao cứ tưởng là anh tiếng Ái chưa buồn. Thì giận quá thì nhớ tới đâu nói tới đó mà. Tôi còn nổi điên này. Anh chửi nó đi. Còn nữa. Dạ. Anh này. Hai vợ chồng tụi bay tối ngày đó ăn nhậu cờ bạc hả? Không có lo gì cho con hết trơn. Con Hoài. Dạ. Nó học giỏi, nó được lãnh thưởng. Những lần mà nó học giỏi lãnh thưởng đó, sao không có mặt tụi bay hả? Trời ơi, nó nói xạo đó ba. Xạo hả? Dạ. Mày còn nói nữa hả? Dạ. Hên là tao có bằng chứng đây nè. Đây là cái thơ của cô giáo nó gửi hả? Đây nè, cô giáo đó đã nói là tại sao con Hoài nó đi học có bữa trễ, rồi vô trong lớp nó xỉu là gì đói. Tụi bay lo cho nó quá hả? Hả? Tụi bay làm cha mẹ chỗ nào vậy?
Thôi đừng nói với bọn này mất công mỏi mồm. Tôi không muốn nữa. Tôi đi về. Tôi cũng vậy luôn. Bố sao sao con ngồi đây vậy hả? Nói ông nói đừng có bỏ ba mẹ con mà. Trời ơi. Chúng mày nhìn đi. Ôi, merci Buddha. Trời ơi. Tụi bay thấy chưa? Tụi bay tệ như vậy mà còn có đứa con có hiếu. Trời ơi. Hay. Dạ thưa bố. Dạ thưa ba. Dạ, hồi nào cũng vậy. Vợ chồng con đó gạt bố nó gạt ba. Tại hát vui chơi xong xin bố xin ba tha lỗi cho vợ chồng con. Dạ con xin lỗi ba. Dạ con hứa từ này về sau con sẽ lo cho cháu hoài đàng hoàng ba. Con không sẽ bỏ cờ ba, không có đánh đề nữa đâu ba. Ba thằng mình con nha ba. Má xin lỗi con nha. Má biết là má không có lo cho con đầy đủ gì mà từ về sau má hứa là má sẽ lo cho con đầy đủ nha con. Má xin lỗi con ngoài. Chị muốn hỏi ý đây một tí. Chuyện gì? Cuối cùng mẹ cũng phải đến cháu ấy. Bố mẹ nhưng mà may là cháu mình thôi thì tôi thấy bọn nó cũng có thành ý đấy. Anh thì anh tính như thế nào? Tôi thì không biết ý anh sao chứ tôi cũng nghĩ là không biết có thành thật không nữa. Mà tôi thấy này, con cái của mình nó hư thì mình phải dạy, nhưng mà hùng dữ không nỡ ăn thịt con. Thôi thì cứ cho bọn nó một cơ hội đi, để cho bọn nó làm lại từ đầu nhé. Anh về đây con. Tính gì đi. Này. Dạ. Có lẽ là tao về lần này rồi, không biết là tao còn về được nữa không. Bố, con cái của mẹ ra hư thối gì thì tao cũng phải chịu. Nhưng mà thấy mày cũng có thành ý thì không, bố cũng tha cho bọn mày một lần. Cảm ơn bố. Dáng cố gắng mà làm ăn, lo lắng cho con cái, cho nó ăn học cho thành đạt nhá. Dạ. Thôi mọi chuyện bỏ qua hết đi ha. Hôm nay có anh đây là tôi vui rồi. Nhá. Thôi quên đi, không có gì để khóc nhá con nhá. Rồi. Ông nội xin lỗi con. Thôi thì bây giờ để kỷ niệm cái ngày vui hôm nay. Dạ. Tôi cũng xin mời anh Xui với lại dẫn mấy đứa này đi lại lằn nướng. Mình ăn bữa để cho vui đi nha. Thôi quyết định như thế đi. Mà để con trả tiền cho bà với bố nha. Bà đâu có tiền đâu mà bà trả. Còn à. Thấy cháu ngoại tôi không? Bố đẹp giống anh lại lằn giống tôi. Mà bố nó thì đọc cái nổ không đúng chỗ. Rồi giờ đi chưa? Thế bây giờ là giữa tôi với anh thôi, để hôm nay tôi đãi. Ôi, thôi đừng có dành chi bất công. Tôi với anh Hùng được không? Quang Hư. Thôi thêm mình hùn nhau nhá. Rồi thôi đi, thêm mình đi đi. Rồi đón cái đón lên chơi coi coi. Phải đợi rồi. Rồi bây giờ rồi. Thật với anh nhá, hôm nay gặp được anh mà giải quyết được việc này tôi vui. Tôi vui. Thôi đi nhá. Đi.